Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 7.400 đảng viên, trong đó có 19 tổ chức đảng trong doanh nghiệp với 2.400 đảng viên. Những năm qua, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển, sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố đảng bộ khối, làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh là đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn nhất của công ty xăng dầu B12, có nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn, ga, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, chi nhánh đang trực tiếp quản lý 51 cửa hàng xăng dầu trải dài từ thị xã Đông Triều đến thành phố Móng Cái. Để phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, những năm qua thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy, Ban Giám đốc chi nhánh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, như tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 05, kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, duy trì nghiêm chế độ nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của đảng, chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ. Hiện nay, Đảng bộ bộ phận chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh có 10 chi bộ với 92 đảng viên. Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của đơn vị để đề ra nhiều chủ trương biện pháp nhằm kinh doanh hiệu quả, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, các chi bộ cũng phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhờ đó, những năm qua, tại Đảng bộ chi nhánh đã có nhiều tấm gương sáng tiêu biểu trong lao động sản xuất để quần chúng học tập noi theo. Đơn cử như đảng viên Vũ Thị Thúy Hạnh, cửa hàng trưởng cửa hàng 50, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Trong 5 năm gần đây, chị luôn có những sáng kiến hay góp phần tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc và giảm bớt sức lao động cho công nhân. Điển hình như sáng kiến cải tiến thao tác mở van trong bể xăng dầu trước khi nhập hàng. Nếu như mà không có cái sáng kiến này thì người công nhân là phải chui xuống bể mở van đó. Hơi xăng dầu thì nó rất độc hại mà nó sẽ tích tụ ở dưới hầm bể, đấy, dưới cái hố tiêu đầm đó. Thế khi mà đã có cái sáng kiến này thì anh em công nhân chỉ việc đứng ở bên trên thao tác và cảm thấy nó rất thoải mái và rất tiện lợi. Kinh doanh xăng dầu là nghề mà rất là vất vả. Chính vì thế mà trong những năm qua tôi cùng người lao động đã đưa ra những cái sáng kiến phục vụ cho chính cái công việc tại cửa hàng và có những cái sáng kiến còn được nhân rộng cho các cửa hàng khác ở cùng chi nhánh để các đơn vị thực hiện hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm được chi phí và thời gian, và điều quan trọng là thúc đẩy được phong trào phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật ngày càng chất lượng hơn. Nhờ chăm lo xây dựng chỉnh đốn đảng, những năm qua, Đảng bộ bộ phận chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh luôn đảm bảo sự thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng phát triển của công ty. Nhiều năm liền được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, vượt qua nhiều khó khăn thách thức chưa từng có như đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng giảm liên tục khó lường. Đảng ủy chi nhánh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với tổng sản lượng xăng dầu xuất bán trực tiếp đạt 850.000 mét khối, doanh thu đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 112 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn của tỉnh, với khoảng 900 tỷ đồng trên năm. Kết quả này sẽ tạo tiền đề quan trọng để chi nhánh duy trì vị thế, sức cạnh tranh, tiếp tục cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn xăng dầu, đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh, đồng thời triển khai chiến lược chuyển đổi số toàn diện của tập đoàn xăng dầu giai đoạn 2025-2030. Chi nhánh cũng sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao cái quản lý điều hành doanh nghiệp, xây dựng cái
kế hoạch đầu tư phát triển đồng bộ, làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục vụ khách hàng, phục vụ nhu cầu nhân dân trên các cái địa bàn. Cũng như chi nhánh xăng dầu Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cùng Đảng bộ khối làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Với nhiệm vụ chính là cung cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất kinh doanh, công ty đã nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để đảm bảo chất lượng nguồn nước cấp. Hiện doanh nghiệp đang quản lý 25 nhà máy xử lý nước mặt và 20 giếng khoan với tổng công suất đạt 248.000 mét khối trên ngày đêm. Ngoài ra, mạng lưới cấp nước của công ty đã bao phủ 11 trên 13 địa phương của tỉnh, trừ huyện Bình Liêu và Cô Tô, với tổng chiều dài hơn 3,3 triệu km đường ống các loại từ D40 đến D900. Tính đến hết năm 2022, đã có 73,85% hộ dân ở khu vực đô thị, gần 50% hộ dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước máy, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao. Nhằm mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, thực hiện nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, phấn đấu có trên 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy công ty đã ra nghị quyết để lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chỉ tiêu trọng tâm này. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cao hơn là phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 98% hộ dân khu vực đô thị và trên 80% người dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung do công ty quản lý. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy công ty thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cũng như các cái phòng ban, nghiệp vụ, đơn vị có liên quan cũng ra các cái chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tiến hành rà soát toàn bộ các cái hệ thống cấp nước hiện có công ty cũng như rà soát các cái khu vực thuộc địa bàn quản lý cấp nước công ty mà chưa có tuyến mạng dịch vụ cũng như người dân chưa đấu nối sử dụng nước sạch để tiến hành làm việc lên phương án và làm việc với chính quyền các địa phương để phối hợp trong cái việc mà triển khai đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, công ty đã tiến hành mở rộng hệ thống cấp nước tại một số địa phương có độ bao phủ cấp nước còn thấp như Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái. Tính đến nay, công ty đã và đang triển khai 19 công trình mạng cấp 3 đấu nối với các ống cấp vào nhà dân với tổng chiều dài là 39 km, chi phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng nước máy. Chúng tôi đã giao cho các đảng viên phụ trách các tổ trạm đi xuống các khu vực dân cư đấy, và hàng tháng để chúng tôi tổng hợp cái kết quả vận động cũng như số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch. Từ đấy chúng tôi đánh giá và cũng để rút ra được những cái kinh nghiệm để cho triển khai những tháng tiếp theo. Việc mở rộng hệ thống cấp nước đã giúp nhiều hộ dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng hiệu quả, qua đó góp phần giúp các địa phương trong tỉnh nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch. Theo thống kê chưa đầy đủ của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, trong 10 tháng đầu năm nay đã có thêm 7.528 hộ dân của các địa phương đăng ký sử dụng nước máy, nâng tổng số khách hàng của công ty lên hơn 300.000 hộ. Nước rất khỏe mà lại trong sạch, ăn uống bình thường, cho nên là bà con bây giờ đa phần là dùng bằng nước sạch, chỉ có mỗi rửa ráy hay là tưới tắm các thứ là bằng nước giếng khơi thôi. Đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh trong quá trình đổi mới và phát triển, nhất là trong tiến trình chuyển đổi số, những năm gần đây, Đảng ủy Viễn thông Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tập trung phát triển mạng thông tin di động, mạng truy cập Internet cáp quang với 841 trạm phát sóng di động và gần 11.000 km cáp quang, góp phần đạt tỷ lệ phủ sóng di động đến 100% các thôn bản trên địa bàn tỉnh. 90% hộ gia đình được sử dụng Internet cáp quang với tốc độ truy cập tối thiểu từ 50 MB trở lên. Cùng với đó, Viễn thông Quảng Ninh không ngừng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng số bao gồm hệ thống Internet vạn vật, hồ chứa dữ liệu, hệ thống lưu trữ đám mây,
hệ sinh thái dịch vụ y tế số, giáo dục số, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu về chỉ số cơ sở hạ tầng của cả nước. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền bằng sức mạnh của công nghệ thông tin, việc phát triển hạ tầng số còn tạo cơ sở để Quảng Ninh trở thành một trong số ít địa phương hoàn thành kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia và 6 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính khác của các bộ ngành, hoàn thành kế hoạch kết nối hệ thống chính quyền điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kết nối chính thức với trên 10 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng thuộc các lĩnh vực trọng điểm như doanh nghiệp, tài nguyên môi trường, xây dựng, tư pháp, bảo hiểm, bưu chính viễn thông. Ngoài ra, việc phát triển hạ tầng số còn giúp tỉnh có nhiều bước tiến mới trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, khi một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính như được rút gọn thời gian, hồ sơ điện tử thay vì hồ sơ bản cứng gây mất thời gian di chuyển đi nộp. Hơn nữa, nhờ có hạ tầng số, cơ quan chính quyền của tỉnh có thể hỗ trợ doanh nghiệp 24/24 giờ, bất kể ngày nghỉ hay không. Trong thời gian tới thì Viễn thông Quảng Ninh tiếp tục là đẩy mạnh cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các xây dựng các trạm phát sóng để phát sóng để phủ lõm tại các vùng nông thôn, thôn bản, vùng sâu vùng xa để phục vụ cho công tác mà chuyển đổi số toàn diện toàn tỉnh. Hay ngoài ra các triển khai các cái tuyến cáp quang đến các vùng thôn bản và vùng sâu vùng xa theo cái chương trình của tỉnh đề ra là mỗi một hộ dân một đường internet cáp quang. Có thể khẳng định dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp, những năm qua, các doanh nghiệp trong đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động. Từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, đưa Quảng Ninh từ một địa phương khó khăn, chủ yếu dựa vào hỗ trợ của Trung ương, đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những tỉnh công nghiệp dịch vụ năng động sáng tạo, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những cơ hội và thách thức đan xen, Đảng bộ các doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp văn hóa, góp phần để Quảng Ninh tiến gần hơn mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố du lịch, công nghiệp hiện đại, năng động, trung tâm du lịch quốc tế, một cực tăng trưởng năng động của cả nước, nhân dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.